Đài Loan ngày 24 tháng 5 mất thêm một đồng minh ngoại giao thứ nhì trong vòng chưa tới một tháng khi Burkina Faso loan báo cắt quan hệ với hòn đảo tự trị sau áp lực gia tăng của Trung Quốc, đòi các nước châu Phi phải từ bỏ quan hệ với lãnh thổ mà Bắc Kinh coi là một tỉnh của mình. Hiện, Đài Loan chỉ còn một đồng minh ngoại giao ở châu Phi là Vương quốc Swaziland nhỏ bé, cùng mối quan hệ chính thức với 18 quốc gia trên thế giới, đa số là các nước nghèo ở Trung Mỹ và vùng Thái Bình Dương như Belize và Nauru. Bộ Ngoại giao của Burkina Faso không nhắc tới Trung Quốc, nhưng nói rằng sự tiến hóa của thế giới và các thách thức kinh tế xã hội của quốc gia và khu vực buộc chúng tôi phải cân nhắc lại lập trường. Phát biểu tại cuộc họp báo được tổ chức vội vã, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định Đài Loan sẽ không nhúng tay vào ngoại giao đô la, đồng thời lên án phương cách của Bắc Kinh. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hoan nghênh Burkina Faso gia nhập vào công cuộc hợp tác hữu nghị Trung Phi càng sớm càng tốt.